Thưa quý vị, việc test nhanh kháng nguyên để phát hiện các ca mắc COVID-19 đang được Hà Nội triển khai trên diện rộng. Các trường hợp F0 được khẳng định bằng test nhanh kháng nguyên từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến nay được ghi nhận là khoảng 19.000 trường hợp tại 30 quận huyện. Như vậy là trung bình mỗi ngày, thành phố phát hiện thêm gần 1.000 F0 bằng việc test nhanh. Việc xác định ca bệnh bằng test nhanh giúp rút ngắn được thời gian khoanh vùng dập dịch, phân loại bố trí bệnh nhân vào các tầng điều trị phù hợp.